Phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh vừa có buổi tiếp bà Vusiqa Tulelo, đại sứ hướng đặc mệnh toàn quyền Nam Phi tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Đại sứ hướng đặc mệnh toàn quyền Nam Phi tại Việt Nam Vusiqa Tulelo bày tỏ sự cảm ơn trước sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố. Bà Vusiqa Tulelo đánh giá cao về việc phát triển kinh tế xã hội của Đà Nẵng trong thời gian qua đồng thời cho biết với hướng quan hệ đối tác chiến lược được xây dựng trong thời gian qua, bà Vujicua Tulelo mong muốn tăng cường giao thương kinh tế, văn hóa xã hội và giao lưu dân dân giữa hai bên, qua đó hướng tăng cường sự hữu nghị giữa hai quốc gia. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh mong muốn đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nam Phi tại Việt Nam. Vujicua Tulelo hỗ trợ cho Đà Nẵng trong việc nghiên cứu cơ hội hợp tác với các địa phương khác và kết quả các nhà đầu tư có tiềm năng đầu tư vào Đà Nẵng phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố cũng mong muốn đề xuất hướng tìm kiếm các địa phương có đặc điểm tương đồng với đà nẵng tại nam phi để kết nối với nhau, xúc tiến các đường bay trực tiếp thúc đẩy đối ngoại gọi văn hóa, hóa du lịch và giao lưu dân dân hải đức